Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, như hôm trước chúng tôi cũng đã phát video trực tiếp những cái xe mà chúng tôi mua tại Sài Gòn đấy ạ. Vâng, hôm trước là tôi có vào Sài Gòn để mua được một số cái xe thì tôi cũng đã gửi xe chuyển ra từ hôm thứ tư. Thì hôm nay thì chiếc xe đã được ra đến Hà Nội đây rồi ạ. Thưa với quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang xem là một chiếc xe Honda City phiên bản top. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân năm 2019 và vừa mới chạy được có 1.5 vạn km thôi. Và chiếc xe này là chủ xe nữ sử dụng, hôm trước tôi đã có livestream trực tiếp rồi. Và nay thì xe mới ra đến Hà Nội đây ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chúng tôi cho chạy xe lồng ra đến Hà Nội chứ không chạy xe đâu ạ. Chúng tôi chuyển bằng xe lồng ra và nay mới ra đến Hà Nội. Và cái công tơ mét này vẫn còn nguyên như hôm trước tôi quay trong Sài Gòn ạ. Còn đồng hồ còn nguyên vì xe không phải chạy ạ. Và chiếc xe này thì quý vị và các bạn cũng đã biết là cái phiên bản top rồi đấy. Phần lớn ở trong Sài Gòn thì những chiếc xe City thì lại cũng chạy dịch vụ, nó cũng giống như những chiếc xe Vios ạ. Nhưng chiếc xe này thì tôi cam kết với quý vị và các bạn là của một chị phụ nữ sử dụng và không chạy dịch vụ ạ. Cam kết không chạy dịch vụ và đồng hồ chuẩn là 1.5 vạn km và còn đầy đủ bảo hành bảo dưỡng tại Honda trong Đồng Nai đấy ạ. Vì chiếc xe này chúng tôi mua tại Đồng Nai thì chiếc xe này là chủ xe đã bảo hành bảo dưỡng đầy đủ công tơ mét rồi đồng hồ trong hãng Honda Đồng Nai, cho nên là chiếc xe này chúng tôi cam kết thứ nhất là không chạy dịch vụ, không tai nạn, không ngập nước, máy móc tất cả còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Và nếu như quý vị và các bạn nào mà có nhu cầu về chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360, chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc quý vị và các bạn có thể xem xe trực tiếp tại 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và sau đây là một chiếc xe cũng được chuyển từ trong Sài Gòn ra, là một chiếc xe bán tải, đó chính là chiếc xe Chevrolet Colorado phiên bản LTZ, tức là cái phiên bản số tự động 2 cầu, phiên bản cao nhất rồi ạ. Và chiếc xe này cũng rất là mới. Chiếc xe được đăng ký sản xuất năm 2019 và đăng ký năm 2019 cũng đã lăn bánh được chuẩn chính xác là 1.1 vạn km. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe lăn bánh được 1.1 vạn km rồi, cũng bảo hành bảo dưỡng đầy đủ tại hãng ở trong Sài Gòn. Chiếc xe này thì chạy ở trong Sài Gòn và bảo hành bảo dưỡng tại Sài Gòn luôn ạ. Và chiếc xe này thì thưa với quý vị và các bạn, ở trong phần nội thất và trong phần động cơ còn nhiều chỗ còn chưa bóc ni lông cơ, còn rất là đẹp ạ. Chủ xe đi có 1.1 vạn thôi và lại giữ gìn rất là cẩn thận, cho nên là chiếc xe này không khác gì một chiếc xe mới ạ, rất là đẹp ạ. Chúng tôi mua xong là chúng tôi cũng gửi xe lồng để chuyển ra chứ không phải chạy ra, cho nên là đồng hồ công tơ mét tất cả là còn nguyên bản từ ở trong chỗ trong chúng tôi mua ra cơ. Chúng tôi có chụp lại đồng hồ tất cả và ra đến
Hà Nội thì người ta cũng chở đến tận cửa hàng đây, chứ chúng tôi cũng không phải đánh đi lại tí nào cả. Đấy, bây giờ ô tô ở ngoài miền Bắc này chúng tôi mua có vẻ khó khăn hơn, thì chúng tôi có thể tiến cả vào trong miền Nam để chúng tôi mua. Và khi vào miền Nam mua thì chúng tôi sẽ vào trực tiếp để mua, chứ chúng tôi cũng không qua một bên nào khác cả, tại vì là muốn vào trực tiếp để mua cho nó chắc ăn. Thứ nhất là đảm bảo về cái chất lượng, chúng tôi có thể biết được cái chất lượng nó như thế nào. Và chúng tôi đã đi mua xa thì chúng tôi toàn mua chọn những cái xe cực kỳ là mới ạ, gọi là siêu lướt đấy ạ, mới chạy khoảng độ hơn 10,000 gì đấy thôi thì chúng tôi sẽ chọn mua. Đã mất công đi xa thì chúng tôi phải chọn lọc, mua bán là có chọn lọc, và bây giờ chúng tôi có thể mua bán toàn quốc. Nếu như quý vị và các bạn ở đâu thì quý vị và các bạn có thể liên hệ với chúng tôi, quý vị và các bạn có thể bán xe thì chúng tôi cũng đến mua, hoặc là quý vị và các bạn mua thì chúng tôi bán lại. Chúng tôi chuyên mua bán trao đổi xe ô tô cũ và xe ô tô, có thể là có thể xe mới chúng tôi cũng mua, chuyên mua bán trao đổi xe mới và xe đã qua sử dụng nữa. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hôm nay thì trời nó rất là mưa, chúng tôi chuyển ra đây thì xe cũng ướt và cũng hơi bẩn một chút, xe cũng chưa có dọn dẹp gì, cho nên là chúng tôi xin phép quý vị và các bạn để ngày mai trời nắng tạnh chúng tôi sẽ dọn dẹp xe xong và tôi sẽ làm video chi tiết cụ thể từng chiếc xe một, giới thiệu đây cho quý vị và các bạn cùng xem. Quý vị và các bạn đăng ký kênh để đón nhận những video mà mới nhất chúng tôi update lên trên đây ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chúc quý vị và các bạn bên gia đình của mình có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.
À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.